Rồi đến một cái vườn cây mà cái tiếng ve kêu, tiếng chim cộng với hoa rất là đẹp. Hôm nay mình đến vườn cây xanh Bình Long để lựa những cái loại cây cảnh để trồng cho một cái nhà vườn 1000 mét vuông. Bây giờ nhờ cái anh chăm vườn để anh tư vấn hộ. Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Lấy giờ em có đi vòng qua cái vườn của anh ở phía dưới thì em thấy cảnh đẹp, cây đẹp quá. Bây giờ em đang đi kiếm cái những cái loại cây mà nó có cái bông mà quanh năm á, có bông có hoa quanh năm để làm cho cái nhà vườn của em là khoảng 1000 mét vuông á, nhờ anh tư vấn giùm em ấy. Có em, nhưng cây hoa giấy này. Ừ, cây này đẹp ha. Nó có hoa luôn rồi. Hoa 4 mùa luôn. Yeah. À, chung nó là gốc giấy Mỹ, phôi giấy. Ủa? Mỹ. Ghép phôi giấy Mỹ. Cái này anh là cây là đầu tự nhiên theo cái một cái củ đẹp quá. Củ rất là đẹp. Nói chung là xuyên hoa dễ chăm nữa em. Ừ. À. Không, cây này em thích kìa anh ơi. Cây này nói chung nó đây là một cây kiểu này em sẽ chọn em khoảng thích một loại hoa, một cây cũng có mà nói chung mà 4-5 loại. Em thích 5 màu đi. 10 cây 5 màu mới 10 cây mỗi loại một màu mà dạng em thích nhiều bông á. Đó, như cái này là nó chưa đủ bông nè, đây anh còn cắt bỏ nè. Chưa đủ bông tàn. Mà nó đã vậy rồi đó hả? Chưa đủ bông luôn á, là anh đang nuôi tàn. Dạ. Cây này nói chung á nhìn nó rất là đẹp mà cũng dễ chăm nữa. Nói chung nó là cây phong thủy trong nhà luôn á, cho gia chủ luôn á. Phong thủy ha. À, cây nó cây phong thủy luôn á. Không, cây này em thích rồi nhưng mà bông nó quanh năm không anh? Bông lúc nào cũng có hết. Rồi, vậy là đầy đủ là có bông. Em duyệt cái loại này. Nói chung loại này em sẽ để hai bên đường đi. Vô tới cái nhà mà nhà nghỉ á. Từ hai bên đường đi thì chắc phải tầm 50 cây á. Nói chung anh có cũng và một cặp to để ngay hai bên cổng. Anh có vườn, anh có các cái loại cây cảnh mà để bàn rồi cây để bàn, cây để treo ở cái nhà mà nó chịu dợp không anh? Có chứ em, nay qua lên chỉ hướng dẫn nhiều lắm. À đây nè, treo nè. Đó, treo nè, để bàn còn có nè, treo nè, anh thấy không? Cái cây vàng này tên gì vậy? À, cây vàng này... Đây, cây để chậu nè. Cái này là... Đang ý siêu bông. 100 cái chậu mà nó nhỏ hơn chậu này, chậu to đó cho em muốn để bàn á, mà cây này cũng được, là đi xuống không ạ? Cây này được nhưng mà anh vô cái chậu sành hoặc chậu nhựa mà cái nhỏ là miệng khoảng 25 á, cao khoảng 25 luôn. Nói chung mà có chậu hết, nói chung mà khách yêu cầu mình bỏ vô cho khách hết. Khoảng 100 chậu này là siêu vuông được rồi. Cái này chắc chân trong dọp được rồi. À, cái này trong mát để bàn được. À, cho em khoảng 100 chậu treo đi. Treo cây bông vàng này nhà có rồi, em biết cây bông vàng này nhà cây lan hồng dương 50 chậu đó. Chỉ khoảng 50 thôi, cái đấy em lấy khoảng 10 chậu. Cái này biết cây sim này nó mùa quanh năm biết. Cái này khoảng 10 chậu thôi, khoảng 50 chậu nữa mà cây bông keo á mà nó bền á. Còn muốn cây nào nữa không? Cái kia có hẹn cái bông nó bền không? Cái đó bông bền không? Đúng không em? Dạ. Cho anh coi cái đó sao? Hoa ngọc diễm đông. À. Hoa ngọc diễm đông là anh thấy bông không? À. Cái này được mấy tháng cái bông này? Cái này chung là anh đón làm gần 3 tháng rồi đó. Ba tháng. Cái này cho em làm chung cho chậu treo giống bài luôn cũng được. Cái này nó chỉ chịu nước, chịu mát thôi, không chịu nắng. Rồi. Anh có cái loại nào mà nó bền bông như anh... mà nó cao cao kiểu như cây bông giấy đó mà cái loại mùa quanh năm á. Đây tức thì là nó cũng giống như bông giấy quanh năm luôn mà. À. Cái này anh không để bông, anh gian tàu vàng. À, đây không rồi. Có để bông, bông nói chung mà nhìn nó tròn hết cây. Cây này chắc nâu năm là u nành dữ rồi đó, nhìn nó đẹp. Cái này muốn chuyển qua xài ấy luôn rồi. Ừ. Đó, nói chung giá trị lắm em. Cái cây này biết chơi là giá trị lắm. Cây này anh chơi mấy màu? Cái này nó nhiều màu lắm em.
Giờ kêu anh đếm không biết bao nhiêu màu. Em thích đỏ, đỏ đậm với màu vàng á để test á. Trong này anh bón lòng á, giờ nói chung là thôi chuẩn bị cho em. Nếu vậy thì bông giấy một hai con đường, một đường bông giấy, một con đường này, mỗi một cái con đường là dài khoảng 50 mét, 5 mét, 5 mét một chậu thì 50 mét là 10 chậu, là 20 chậu. Cái này 20 chậu với bông giấy 20 chậu. Anh còn loại nào mà cao cũng tầm tầm như vậy mà bông quanh năm không? Có luôn. Mà nó phải là thôi cây này em không mua đâu, cây này ra bông cái vắt đi hả? Không phải này, vậy em chưa biết chơi rồi. Cây gì á? Cây này ở đây. Sao nó giống cây cúc hả? Đúng rồi, em nói đúng cúc hả, mà cúc nó khác ra, đặc biệt khác ra nha. Cúc này nó khác hả? Cúc nó xài Tết xong rồi dục đúng không? Còn riêng cúc này là cúc lâu năm. Cúc có cúc, có cúc đó nữa hả? Có, em giờ em đi hết cái mấy vựa cây khu này không ai có bán đâu chị. Không, bây giờ nè, nếu mà như anh nói á. Này bông ơi. Rồi đây. Nếu mà được như anh nói ha, anh đợi, nếu mà anh bảo hành cho em á thì em sẽ lấy 20 cây chậu cây này nữa. Mà nó tại vì mục tiêu của em á là cây phải sống lâu năm mà có bông quanh năm. Chiều cao như này cũng được rồi, 1.5 m, 2 m là được rồi. Vô chậu. Chậu miệng cho em 50. Chọn cây nào cao khoảng 1.5 m. Nhưng mà phải bảo hành cho em là bông quanh năm nha, chứ em nhìn bông này là giống như cây cúc mà nó ra tàn xong là rụt đi á. Nhưng mà thấy cái này anh bảo hành cho em luôn một, nhưng mà thấy cái thân nó to mà nó như gỗ vậy. Lần đầu tiên em mới biết luôn á. Rồi em thấy không, cúc mình làm có cái răng này không, anh thấy mình đó. Vậy thì anh bảo hành nha, anh bảo hành cho em 5-10 năm luôn á. Rồi không, ở đây là bảo hành sống cổ thụ là được rồi, sống lâu năm là được. Cái này là lâu năm, không cần phải bảo hành 5-10 năm, nhưng chỉ cần đảm bảo cho em là nó là rau sống lâu năm là được. Nói chung cứ chăm chốt chơi xong rồi cắt bông, em cắt bông đi là cứ dân cho tưới tắm là bông nó tròn cây luôn. Cắt đi giống nãy giờ anh đang làm gì? Đúng rồi đó. Giống nãy giờ thấy anh cắt lại nè. Còn cái này như cây này được rồi nè. Dân đu lại đó, cái này là dân đu lại. Anh chọn cây nào cao khoảng 1.5 m này cho em đi. Lấy cho em 20 rồi anh báo giá cho em nha. Rồi cái gì anh giúp cho em một cái to vậy? Làm cho em một mớ, anh có cỏ không? Có nhiều loại cỏ mà em. Cỏ không, em cần cái cỏ lá gừng mấy cái cỏ có hoa, cỏ lạc á. Cỏ lạc nói chung mà cũng nhiều. Có phải không? Có em. Không, anh chỉ cần lên với bạn báo giá cho em là được. Còn em muốn trong gia đình mình thơm là sáng có mùi mùi sưng nè, đó thơm nè. Sáng ngủ dậy là mở cửa là nghe mùi nè, đó anh thấy cây không? Cây này giống cây lài quá ta. Nói chung em nói cũng đúng á, mà nói chung lài đặc biệt khác ra nha. Bông đổi bông màu nó nhiều, bông này bông kép. À đúng rồi, bông kép mà đổi màu nha, cũng lâu năm nha. Có thuốc không mày? Tại không, có xịt thuốc không? Không. Tại người sợ xịt thuốc. Ồ thơm quá ta. Không. Còn lấy cho em 110 chậu này đi. À em thấy không? Mới rồi. À, mà báo giá cho em 10 chậu này đi. Rồi. Mà vô chậu miệng rộng 50, cao 50 nha. Rồi. Chậu quay lục giác á. Rồi. Nói chung anh đây em có chậu có đồ hết, nói chung ai khách yêu cầu là anh ship tới. Rồi đó. Vậy là chốt lại là anh báo giá cho em cái cỏ lạc, cỏ lá gừng, cỏ nhung nhật 10 chậu này, 10 chậu bông cúc thanh gỗ. Rồi. 10 chậu ngũ sắc. Rồi. 20 chậu bông giấy, 50 chậu hòn ngọc Viễn Đông và 50 chậu lan hoàng dương. 100 chậu để bàn anh nhớ không? 100 chậu để bàn lan mỹ ý siêu bông. Nhớ. Để anh giới thiệu em á. Nhớ. Rồi vậy anh chung là anh sẽ lên cho em một cái to. Anh lên cho em cái to đó đi. Lên cái to xong anh ghi số lượng cây hết rồi giá cả cho em luôn. Trước mắt em làm như vậy, còn cỏ thì mỗi loại, tại vì em có ngàn mét vuông, mỗi loại chỉ cần trồng khoảng 200 mét thôi. Rồi. Anh báo giá cho em ba loại, mỗi loại thì tầm 200 mét vuông mà báo giá thi công luôn cho em nha. Rồi, anh có lên chậu luôn cho em luôn. Trồng trọt luôn. Rồi ngày mai anh báo cho em nha. Rồi nếu chuyện tối về anh lên máy tính xong anh lên cho em. Để em về em báo báo vợ em rồi có gì em alo anh. Rồi. Chốt giá luôn nha. Rồi vậy thôi. Chào anh nha. Rồi.